về đồ ở chỗ nào nó không biết luôn. Bữa nay bác được chỗ nào không? Hôm qua ông đổ dùng tiêu em nè anh. Ông đổ đồ luôn ấy. Tài lắm. Đèo đổ chứ đổ tụi mua cái càng kia chở vô. Quả không gì là mấy cái đồ đây mình đổ đi. Cái này được rồi, cần cái kéo. Cái kéo quay lớp tập đường tàu canh khỏi trong chiên luôn. Đây là lát một bộ đồ gọi là bách sống luôn. Wow wow, cái lát wow bách sống luôn. Những đất kia cũng xi nhê vậy. Đất này lấy cái đồ phúc đầu. Trồng cái chú thấp lạng nó tiêu rồi. Chú gì trồng cái gò khô rồi mà chú trồng chuối. Đó là của mày luôn hả? Tên? Đó là của mày luôn ấy. Cho bữa nào lên xin nghỉ cái hôm nha. Tên? Bữa nào cho xin nghỉ cái hôm nha. Cái gì lùm lùm 3-4 trồng rồi không em mà chiếc bớt ra chơi là chi? Ấy ấy là của bà già hả? Để thôi để hồi là tới xin câu hỏi bà. Cái anh em chúng tôi đang đi tìm em.